Xin chào các bạn khán giả thân mến. Xin chào những bạn khán giả đầu tiên, xin chào bạn Mỹ Duyên. Bạn Dũng Lê. Phạm Đương, bạn Quang Kiên, bạn Tiến Dũng. Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến, bạn Bùi Thủy. Bạn Lưu Ánh Tuyết, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mới đang có khoảng gần 500 bạn khán giả vào xem livestream thôi. Và Phương Dung sẽ đợi thêm một chút thời gian nữa. Các bạn hãy cùng Phương Dung đợi chờ thêm một chút nữa. Khi có thêm nhiều bạn khán giả vào xem livestream hơn thì Phương Dung sẽ cập nhật tình hình về cơn bão số 8 ngay lúc này các bạn nhé. Phương Dung xin chào những bạn khán giả tiếp theo, bạn Nguyễn Đức, bạn Ninh Quang, bạn Cẩm Tú, bạn Dương Nguyễn, bạn Sam Sam, bạn Đạt Nguyễn, bạn Lương Hưng, bạn Quang Trãi, bạn Hùng Buông Lơi, bạn Dương Nguyễn, bạn Quang Linh. Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Vâng, có rất nhiều các bạn khán giả đang đặt câu hỏi về tình hình mưa lớn trên diện rộng ở khắp các nơi trên cả nước. Và ngay bây giờ thì Phương Dung sẽ cập nhật tình hình về cơn bão số 8 các bạn ạ. Hiện nay thì bão số 8 đang nằm ở trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió mạnh nhất là gió mạnh cấp 12 giật tới cấp 14. Và chiều nay trên đất liền đã thấy những tác động đầu tiên của cơn bão. Đó là gây mưa khắp cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và dọc từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Nam. Một số nơi đã có mưa rất to như là tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế ghi nhận lượng mưa to đo được là từ 24 cho đến 46 mm. Tại trạm đảo Bạch Long Vĩ thì đã có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9. Trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7 giật cấp 8 và thậm chí là ở ven biển cửa Ông Quảng Ninh cũng đã có gió mạnh cấp 6 giật cấp 9. Mưa và gió sẽ còn tăng lên khi mà đêm nay dự báo bão sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đêm nay bão sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và khoảng thời gian trưa đến đầu giờ chiều mai thì bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình các bạn ạ. Vậy nên trong ngày mai thì mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi và thậm chí lượng mưa sẽ còn gia tăng hơn. Cảnh báo trong đêm nay và ngày mai ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Một số nơi ở phía Bắc Hoàn Lưu Bão thì có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với cả không khí lạnh đang di chuyển xuống. Khu vực bão đổ bộ chính đó là từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và đây cũng là khu vực bão gây ra mưa lớn nhất. Đêm nay đến hết ngày 15 tháng 10. Hết ngày mai đấy ạ, thì hết ngày 15 tháng 10 là ngày kia thì dự báo tại đây sẽ có lượng mưa lên tới 200 cho đến 300 mm cả đợt và có những nơi còn trên 350 mm. Còn với khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị thì mưa phổ biến từ 100 cho đến 200 mm. Ở khu vực Trung Bộ và đặc biệt là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa rất lớn đấy ạ. Các bạn nên chú ý trong thời gian này các bạn nhé. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng như ngập úng ở những vùng trũng thấp ven sông ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra thì có thể xuất hiện một đợt lũ trên các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Mực nước sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2 và có những nơi còn trên mức báo động 2. Ở khu vực miền Trung thì thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như là ngập úng. Vậy nên bà con ở những khu vực thường xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan thì cần phải kê cao đồ đạc sớm. Tránh để ngập rồi mới di chuyển đồ đạc thì lúc đó đã quá muộn các bạn ạ.
Vâng, và từ chiều nay thì đã rất nhiều nơi đã xuất hiện mưa rồi. Và ngay bây giờ thì Phương Dung sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến tình hình thời tiết ở những vùng miền cụ thể nơi mà các bạn đang sống các bạn nhé. Nhìn chung là khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày mai tất cả các nơi sẽ đều có mưa vừa mưa to, có những nơi mưa rất to các bạn ạ, nên không có nơi nào là không có mưa đâu ạ. Phương Dung sẽ bắt đầu từ Nam Định nha. Có bạn Xuân Mi hỏi thời tiết tại Nam Định. Vâng, Nam Định ngày mai có mưa to đến rất to, 20 đến 23 độ. Đây là mức nhiệt rất là mát mẻ nhờ có những cơn mưa. Bạn Tấn Nguyễn hỏi về tình hình thời tiết tại Gia Lai. Gia Lai ngày mai buổi chiều tối sẽ có mưa rào và dông với mức nhiệt cao nhất là 31 độ. Bạn Văn Triều hỏi về Bắc Ninh. Bắc Ninh 20 đến 22 độ ạ. Bắc Giang ngày mai có mưa rất to, 20 đến 22 độ. Bạn Linh Bắc hỏi về thời tiết tại Lào Cai. Lào Cai ngày mai có mưa, mưa vừa 21 đến 23 độ. Bạn Lương Gia Huy có chia sẻ là có mưa thì thời tiết sẽ càng mát. Vâng, có mưa thì thời tiết rất là dịu mát, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng gặp những cái bất lợi khi mà di chuyển đúng không ạ? Vâng, có những bạn khán giả vào muộn thì Phương Dung xin cập nhật tóm tắt lại tình hình bão, đó là dự báo từ trưa đến chiều mai thì bão sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vậy nên quý khán giả ở khu vực Trung Bộ cần phải hết sức thận trọng vì đợt mưa lần này cũng sẽ rất lớn, gây ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở khu vực miền Trung ạ. Vĩnh Phúc ngày mai có mưa bạn Vũ Quân nhé. Bạn Duy có hỏi về tình hình thời tiết tại Thái Nguyên đúng không ạ? Thái Nguyên ngày mai có mưa to đến rất to, 22 đến 23 độ. Phú Thọ ngày mai vẫn còn mưa, bạn Thắng Nguyễn nhé. Bạn Trâm Anna hỏi về thời tiết tại thành phố Huế. Thành phố Huế ngày mai có lúc có mưa vừa và dông, 23 đến 29 độ, mức nhiệt rất là dễ chịu ạ. Quảng Bình ngày mai sẽ có mưa rất to, nhiệt độ cao nhất là 23 độ. Bạn Phong Nguyễn hỏi về Lạng Sơn. Lạng Sơn ngày mai có mưa to đến rất to, 17 đến 20 độ bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Dương Nguyễn, bạn Phạm Bảo An, bạn Lâm Trường Giang. Lạng Sơn ngày mai có mưa bạn nhé. Thái Nguyên ngày mai cũng sẽ có mưa với mức nhiệt se se lạnh đấy ạ. Bắc Giang ngày mai có mưa to đến rất to, 20 đến 22 độ. Thái Nguyên ngày mai 23 độ, có mưa to đến rất to. Bạn Văn Giang hỏi về Hải Dương. Hải Dương ngày mai có mưa to đến rất to, 21 đến 23 độ bạn nhé. Tại Nghệ An ngày mai có mưa to đến rất to, 23 đến 26 độ. Nam Định ngày mai có mưa to đến rất to, 20 đến 23 độ. Thái Bình cũng sẽ có mưa to. Tại Hòa Bình ngày mai có mưa vừa mưa to, 21 cho đến 23 độ ạ. Còn với Ninh Bình thì ngày mai nhiệt độ sẽ vào khoảng 23 độ, cũng sẽ có mưa to ạ. Có bạn khán giả quan tâm đến tình hình thời tiết tại Đà Nẵng không ạ? Đà Nẵng ngày mai trời ban ngày có nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông với mức nhiệt là 25 cho đến 30 độ. Một số ít các thành phố sẽ có nắng vào ngày mai theo dự báo chúng tôi, đó là tại thành phố Đà Nẵng này, Hội An, Bà Nà, thành phố Quy Nhơn,
Nha Trang, Tuy Hòa. Ninh Bình có mưa rất to, 20 đến 23 độ. Còn với thủ đô Hà Nội ngày mai cũng sẽ có mưa to với mức nhiệt sẽ không quá là 24 độ. Vĩnh Phúc ngày mai cũng có mưa, 24 độ. Hải Phòng và Thái Nguyên cũng sẽ có mưa. Tại Hà Giang sẽ có mưa vừa, mưa to 23 cho đến 26 độ. Vâng, có bạn khán giả hỏi về tình hình ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk. Vâng, Đắk Nông, Đắk Lắk ngày mai dự báo buổi chiều tối sẽ có mưa vừa, có những điểm mưa to trên 80 mm và nhiệt độ sẽ vào khoảng là bạn được phương dung một chút, 25 cho đến 26 độ ở Đắk Nông, Đắk Lắk bạn nhé. Đà Lạt ngày mai rất là dịu mát, 16 đến 21 độ thôi, có lúc có mưa trong ngày. Tuyên Quang ngày mai có mưa vừa mưa to 24 độ. Quảng Ninh sẽ có mưa 25 độ. Thời tiết tại Lạng Sơn có mưa to 20 độ. Tại Sơn La có mưa vừa mưa to 19 24 độ. Bạn Chu Thanh Bình hỏi về thời tiết tại Hà Nam đúng không ạ? Bây giờ Phương Dung mới nhìn thấy ạ. À. Vâng, thời tiết tại khu vực Hà Nam ngày mai sẽ có mưa to đến rất to, 20 cho đến 22 độ bạn nhé. Bạn Đặng Văn Thái hỏi bão về khu vực nào? Bão về khu vực Thanh Hóa cho đến Quảng Bình. Quảng Bình các bạn ạ. Thanh Hóa đến Quảng Bình là nơi trọng tâm, bão sẽ đổ bộ vào. Nhưng mà bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở khắp khu vực Bắc Bộ cho đến Quảng Trị. Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định ngày mai sẽ đều có mưa, Quảng Ninh cũng như vậy các bạn ạ. Vâng, Phương Dung thấy có bạn hỏi về Hưng Yên. Hưng Yên ngày mai cũng có mưa to đến rất to, 21 cho đến 23 độ bạn nhé. Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An ngày mai sẽ đều có mưa, Ninh Bình cũng vậy các bạn ạ. Có bạn khán giả hỏi về Sapa đúng không ạ? Sapa ngày mai có mưa, mưa vừa 14 đến 16 độ. Đây là mức nhiệt sẽ cảm thấy là khá rét đấy ạ. Bạn Lương Điệp Điệp hỏi về Lào Cai. Lào Cai ngày mai có mưa, mưa vừa 21 đến 23 độ nhé. Bạn Trần Trần Quý hỏi về thời tiết tại Vĩnh Long. Vĩnh Long ngày mai sẽ có mưa vào khoảng thời gian chiều tối, có những điểm mưa vừa, mưa to và nhiệt độ vào khoảng là 31 độ. Lạng Sơn có mưa bạn nhé. Thời tiết tại Bắc Ninh. Bắc Ninh ngày mai cũng có mưa to đến rất to, 22 độ là mức nhiệt cao nhất. Vâng, Phương Dung xin chào những bạn khán giả. Vào sau bạn là Hà Bích Ngọc. Bạn Phương, bạn Linh Hoa, bạn Loan Lương, bạn Quế Như Nguyễn. Vâng, ở Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Điện Biên ngày mai đều sẽ có mưa to
bất chợt trong ngày các bạn ạ. Còn bây giờ thì Phương Dung sẽ cập nhật một lần nữa về tình hình cơn bão số 8 các bạn nhé. Những bạn mà vào sau chưa được nghe Phương Dung chia sẻ ở phần livestream ban đầu thì bây giờ Phương Dung sẽ cập nhật lại để các bạn có thể theo dõi nha. Hiện tại thì bão số 8 đang ở khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với cấp gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đây là cấp gió mạnh nhất của cơn bão này ở trên biển. Và dự báo trong đêm nay thì bão sẽ đổ bộ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và đến trưa, dự báo là đến trưa và chiều mai thì bão sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình của nước ta và sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở những khu vực này. Và bên cạnh đó thì bão cũng sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn cho khắp khu vực Bắc Bộ trở vào cho đến Quảng Trị. Và trong ngày mai sẽ tất cả những khu vực này sẽ đều có mưa, nhưng mà trọng tâm mưa rất lớn, có thể lên đến trên 300mm sẽ là tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Bình các bạn nhé. Nên các bạn phải hết sức thận trọng trong những ngày ở nước ta đang có bão. Và đó là những thông tin cập nhật mới nhất về cơn bão số 8. Và những thông tin thời tiết mới nhất thì chúng tôi sẽ cập nhật trong những bản tin thời tiết tiếp theo. Các bạn hãy theo dõi trên bản tin thời tiết trên TV và cũng như là các thông tin trên livestream và trên những post của chúng tôi ở trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV các bạn nhé. Còn thời lượng của livestream của buổi tối ngày hôm nay đã hết rồi và Phương Dung rất vui khi ngày hôm nay được livestream trò chuyện cùng tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào cuối tuần này các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.